Chương 2. Các tiếng thổi ở tim. Bình thường khi nghe tim, ta chỉ nghe thấy hai tiếng T1 và T2. Chúng ta cùng nghe lại tiếng tim bình thường. Hình 1. Trong các trường hợp bất thường của tim, chúng ta có thể nghe thấy các tiếng thổi sau đây: tiếng thổi tâm thu, tiếng thổi tâm trương, thổi két, thổi liên tục. Thổi tâm thu là tiếng thổi nghe thấy trong thời kỳ tâm thu, tương ứng với lúc mạch quay nảy. Tiếng thổi có thể ngắn hoặc dài, nghe thấy ở đầu, giữa, cuối hoặc toàn bộ thì tâm thu. Âm sắc của thổi tâm thu cũng thay đổi, nếu cường độ nhẹ thì nghe như tiếng sụt hơi nước, nếu cường độ mạnh thì nghe khô, rát. Tiếng thổi tâm thu được chia làm hai loại: tiếng thổi phụt ngược và tiếng thổi tống máu. Sau đây chúng ta nghe lần lượt các tiếng thổi tâm thu. Tiếng thổi đầu tâm thu, hình 2. Tiếng thổi giữa tâm thu, hình 3. Tiếng thổi cuối tâm thu, hình 4. Tiếng thổi toàn tâm thu, hình 5. Tiếng thổi toàn tâm thu có thể mạnh ở đầu thời kỳ tâm thu, sau đó nhẹ dần đi, hình 6. Hoặc ngược lại, hình 7. Chúng ta tiếp tục nghe một số tiếng thổi tâm thu trong các bệnh lý về tim. Trong hở van hay lá, ta nghe thấy tiếng thổi tâm thu phụt ngược rõ nhất ở mỏm tim, lan ra nách và thường kèm theo tiếng T3, hình 8. Trong hở van ba lá, ta cũng nghe thấy tiếng thổi tâm thu phụt ngược, nhưng nghe rõ nhất ở trong mỏm, sát bờ trái mũi ức, mạnh lên khi hít vào. Trong trường hợp hẹp các van tổ chim, ta nghe thấy tiếng thổi tâm thu tống máu, thô, ráp, mạnh dần lên ở giữa thời kỳ tâm thu. Trên tâm thanh đồ, nó có hình quả chám, hình 9. Tiếng thổi tâm thu còn nghe thấy trong một số bệnh tim bẩm sinh: thông liên hấp, thông liên nhĩ, pha lô, vân vân. Ví dụ, trong thông liên hấp, ta nghe thấy tiếng thổi tâm thu rõ nhất ở liên sườn 3, 4, sát vỡ trái, lan theo hình đan hoa, hình 10.
Trong thâm niên nhĩ, ta cũng nghe thấy tiếng thổi tâm thu rõ nhất ở liên sườn 3 tháp bỡ trái, và bao giờ cũng kèm theo tiếng T2 tách đôi cố định. Hình 11. Tiếng thổi tâm chương. Thổi tâm chương là tiếng thổi nghe thấy trong thời kỳ tâm chương, tương ứng lúc mạch quay chìm, nghe nhẹ, êm dịu, xa xăm như tiếng thở, gặp trong hở van động mạch chủ, hở van động mạch phổi. Trong hở van động mạch chủ, tiếng thổi tâm chương nghe rõ ở liên sườn 3 trái, lan xuống mũi ức. Hình 12. Nếu một cánh van động mạch chủ lộn xuống phía thất trái, gây hở lỗ van, thì tiếng thổi tâm chương nghe như tiếng âm nhạc, được tả như tiếng chim gù, hay còn gọi tiếng píu tâm chương. Hình 13. Rung tâm chương là một dạng đặc biệt của tiếng thổi tâm chương, thường gặp trong hẹp hai lá, nghe rõ ở mòm tim. Sau đây là tiếng rung tâm chương ở các cường độ khác nhau. Hình 14. Trong một số trường hợp tim bẩm sinh, thông liên nhĩ, thông liên thất, còn ống động mạch, vân vân, chúng ta nghe thấy tiếng rung tâm chương lưu lượng ở mòm tim. Sau đây ta nghe một trường hợp thông liên thất có rung tâm chương lưu lượng. Trong hở van động mạch chủ nặng, thường nghe tiếng rung spleen lan từ liên sườn 3 trái xuống mỏm tim. Hình 15. Trong hẹp van hai lá, ta nghe thấy tiếng thổi cuối tâm chương, còn được gọi là tiếng thổi tiền tâm thu, nghe rõ ở mỏm tim. Hình 16. Sau đây là tiếng rung tâm chương và tiếng thổi tiền tâm thu.